Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Gia Ban. Ngọc Gia Ban đang có mặt tại nhà chị Hòa tại Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thì đây cũng chính là cái chiếc Furikyo AS850 mà Ngọc Gia Ban tri ân cái hôm vừa rồi. Thì cũng chia sẻ với các bạn rằng là chiếc ghế AS850 này thì Ngọc Gia Ban tri ân tại cơ sở ngoài Bắc với cái mức giá trên 20 triệu đồng. Và sau đó thì chị Hòa cũng có xem theo kênh của Ngọc Japan và chị cũng chia sẻ với Ngọc Japan là mong muốn Ngọc Japan chuyển chiếc ghế này vào trong cơ sở trong Sài Gòn và cho anh em giao tới tận nhà cho chị. Thì với cái nguyện vọng như vậy thì Ngọc Japan đáp ứng ngay theo yêu cầu của khách hàng. Và các bạn có thể thấy đây thực sự rằng là nếu mà không có nhân viên của Ngọc Japan đi đến tận nơi thì thật sự cũng rất là khó để có thể đưa chiếc ghế vào tới tận nơi gia đình cho chị. Bởi vì cũng may là Ngọc Japan có cái chiếc xe nên là nó đẩy đi qua những cái khe nhỏ như thế này nó cũng thuận tiện và dễ dàng hơn. Bởi vì cái vị trí địa lý nhà chị Hòa thì cũng có một chút là nó hơi khó khăn hơn những cái vị trí khác. Thì anh em nhân viên của Japan sau thời gian là đo và tính toán thì cũng thấy rằng là nó vẫn rất là vừa. Và đây là cái lúc mà anh em nhân viên Ngọc Japan đã khiêng chiếc ghế vào trong nhà và đang trong quá trình là bóc ni lông ra để có thể là cài đặt cũng như là hướng dẫn chị về cái cách sử dụng cái dòng ghế này. Thì đối với một chiếc ghế massage khi giao tới nhà cho khách hàng thì việc đầu tiên đó là sẽ trải thảm trải sàn để cho chiếc ghế được kê lên một cái thảm để nó sạch sẽ. Nhất là khi chúng ta bước lên trên chiếc ghế thì chúng ta sẽ bước qua cái thảm đó để nó sẽ giữ được sự sạch sẽ hơn. Cái thứ hai nữa là sẽ đấu bộ chuyển đổi nguồn vào trong chiếc ghế để khi chiếc ghế hoạt động thì nó sẽ sử dụng điện 100 và chúng ta cắm như vậy thì nó sẽ qua bộ chuyển đổi nguồn, nó sẽ đảm bảo cái vấn đề dòng điện, tránh trường hợp chúng ta cắm vào điện 220. Và thêm nữa là chúng ta kê cái vị trí ghế để làm sao mà có thể là nghiêng và ngả một cách thoải mái nhất. Thì đó chính là cái lý do Ngọc Japan cho anh em kỹ thuật tới để hỗ trợ cũng như là lắp đặt cho khách hàng là vì vậy. Và rất là cảm ơn gia đình chị Hòa cũng như anh đã tin tưởng và ủng hộ kênh của Ngọc Japan. Chúc anh chị luôn luôn mạnh khỏe.